Okay, we continue to I said the new one with you. We move to part four. Can you see it? Yes, I can. Okay, and our lesson for today is about reading teenager pressure. The first one here, you have the word pressure. Do you know this? Do you know this word? No. Áp lực con ha, áp lực của những cái bạn mà tuổi vị thành niên đó. I can understand a test about the pressures on teenagers to look good. Now here, our part here, reading. And now you have some new vocabulary first. Now read with me this word, strengthen. Strengthened, sorry, strengthen. Con sẽ có là cái từ này là gì? To become straight, to make something straight, làm cho cái gì đó thẳng. Ví dụ như strengthen her hair, làm cho tóc mình thẳng. Okay, selfie, a photo of yourself that you take. Đó là một cái tấm hình mà mình tự chụp bản thân mình thì gọi là selfie. Take a selfie. Weight training. Điều chỉnh cân nặng. Con sẽ có weight training. Phải điều chỉnh. Giống như là huấn luyện cân, không phải tập luyện. Tập luyện. Con có cái từ nào tốt hơn cái từ này không? Này đâu phải điều chỉnh. Training là tập luyện mà. Luyện tập về cân nặng ha. Training to another. Next, you have makeup. Trang điểm. Put on makeup. Con sẽ cái từ makeup này nè, Trân. Nếu mà nó động từ, nó có nghĩa là trang điểm. Nhưng mà nó là danh từ thì nó sẽ là việc trang điểm, con ha. Put on makeup. Con có cái từ makeup thì nó bằng luôn với cụm put on makeup này. Achieve. Đạt được. Assist. Provide. Appearance, view, unkind, pressure, have pressures, surround, image, no. Thôi này. Nếu mà cô đọc, đúng rồi, image, muscular, unnecessary, necessary, diet, trick, refuse. Now, your turn, please, John. Now, read with me. Strengthen. Sorry, straight. Straighten. Now, straighten. Straighten. Straighten her hair. Straighten her hair. Selfie. Selfie. Take a selfie. Take a selfie. Weight training. Weight training. Makeup. Makeup. Put on makeup. Put on makeup. Achieve. Achieve. Acid. Asus. Chỗ này cô đọc bị sai từ này là is it? Is Appearance. it Còn acid là thoát ra hay là lối thoát con ha? Con này là is it? Tồn tại, sự tồn tại. View. view Unkind. unkind Pressure. pressure
Hairbrushes. Have present. Surround. Surround. Image. Image. Muscular. Muscular. Unnecessary. Unnecessary. Necessary. Necessary. Diet. Diet. Trick. Trick. Refuse. Refuse. Okay, your turn, please, Don. Once more time. Straighten her hair. Selfie. Take a selfie. Weight training. Makeup. Put on makeup. Active, active. Achieve. Exit. Provide. Appearance. Good. View. Unkind. Pressure. Now, Have. pressure. Con sẽ có từ này này. Bread, pressure. Pressure. Have pressure. Surround. Image. Image. Con sẽ có từ này là image. Image. Muscular. Unnecessary. Necessary. Diet. Trick. Refuse. Okay, now 1 minute for you to look at this word again. And any questions, let me know. Không có câu hỏi gì không Trần? No. Ok. If you don't have any question, we move next. Now, hashtag. You have this a word or a phrase with the symbols. Okay, with this symbol in front of it, you to so use on social media websites and apps so that you can search for all messages with the same subject. Con sẽ có hashtag. Con có biết cái từ này không? Trang có biết cái hashtag này là sao không con? No. Nó là một cái từ hoặc là một cái cụm từ mà nó mình sẽ đánh mình để cái dấu này nè con nè. Ở phía trước nó và những cái chữ cái tiếp theo á, là con phải sẽ viết liền nhau hoặc là nếu mà con muốn cách ra thì con phải dùng cái dấu gạch nối á. Thì nó được thường được sử dụng ở trên những cái trang web của mạng mạng xã hội hoặc là những cái ứng dụng mà khi mà con có thể search và khi con có thể tìm kiếm á, thì con sẽ tìm ra tất cả thông tin mà nó liên quan tới cái hashtag á, nó cùng với một chủ đề. Ví dụ con sẽ để cái con post lên thường á ở trên mạng xã hội thì người ta dùng cái này nhiều để dạng như là đánh dấu nó đó. Ví dụ như con sẽ thấy nè cái hashtag cái dấu đó có không? Example like this. English for kids chẳng hạn. Thì con khi sau một cái bài viết của con thì con ví dụ con đem con để cái hashtag này nè, tức là lần sau con vô con chỉ cần kiếm cái chữ English for kids thôi
thì tất cả mọi cái bài mà nó liên quan tới cái chủ đề English Pocket nó sẽ hiện lên cho con. Đó, Trân hiểu chưa? Thì cái đó gọi là hashtag. Đó, now continue. Advertise, quảng cáo ha. Social media, personally, solution, express, personality, fake, escape. Escape đây là thoát ra chứ sao đây lại là lối thoát ra? Nếu nó danh từ, con sẽ có từ escape. Là danh từ thì con sẽ có là lối thoát, nhưng mà ở đây động từ á nó sẽ có nghĩa là thoát. Cái chỗ này thoát ra hay là thoát khỏi? Còn ở dưới này nữa, cái từ này sao kiểu chữ này nó khó nhìn. Ở đây sao có mấy từ chưa chưa có nghĩa rồi, à chưa có phiên âm rồi. Rồi con sẽ có hairstyle. Hairstyle, hairstyle, drug. Ok, thuốc. Ở đây con sẽ có là những cái thuốc mà có thể gây thuốc giảm đau nè, hay là những cái chất kích thích thì mình mới gọi là drug. Còn thuốc tây mà để mình uống á, mình bị bệnh bị cảm mình uống á, thì mình sẽ gọi là medicine con ha. Này thường nó là mấy cái con thấy là thuốc phiện rồi thuốc lắc rồi đó, thì người ta sẽ thường người ta sẽ dùng cái chữ rớt này hơn. Ok, nó sẽ mang nghĩa tiêu cực hơn. Now your turn please, John. Hashtag Hashtag, advertise, advertise social media, social media sorry, media. Sorry, social media. social media Personally. personally Solution. solution Express. expect. Personally. Personality. Personality Fake. trait Escape. escape Hairstyle. hair hairstyle Rock. well Your turn, please. that's that advertise Good. social media personally solution express personality, fake, escape, hairstyle, drug. Okay. Any questions for this, John? You look at this and let me know for any questions. Ở đây con có cái cụm mà social media, nó sẽ media, nó sẽ bằng cái social network, networking site. Ok, cái trang kết nối xã hội. Ok con. Được chưa nào? Ok. Bộ nhiều quá. Now the last page of vocabulary.
Nào, yêu điều. Yêu Intact. Intro. Physical. Physical. Mental. Mental. Muscle. Muscle. Pretend. Return. Claim. Climb. Imagine. Imagine. Okay. Now, one small time, Jack. Illegal. Illegal. In check. Physical, mental, neutral. Muscle, con sẽ có muscle. Muscle, threaten, Now, clap, pretend. Pretend. pretend, clam, image. À, con sẽ có cái này im image. Con có từ image là hình ảnh ha, và con sẽ có cái từ này là imagine chứ, tưởng tượng imagine. Nó ba âm đó cho imagine. Ok. Imagine. Ok. Any questions? Look at this and let me know any for any questions. Con có câu hỏi cho phần này không? No. Ok. That's all for the vocabulary. Now we continue. We move to task one, John. Look at the photos from 1 to 4. 1, 2, 3, 4. What are the people doing? Use the faces below. Go straight, training. Put on makeup. Strengthen your hair. Take a selfie. Okay, let me know, John. One by one. Number one is straighten your hair. Number two is take a selfie. Number three is go weight training. Number four, Number four, put on makeup. Is that right? Number four is put on makeup. Next, oh, vocabulary. Possible. You have possible. That can be done or achieved. À. Có thể làm, có thể hoàn thành hoặc là đạt được. Possible, có thể. Có khả năng, cần hả? Và opposite of possible is impossible. Impossible. That not exist or be done, not possible. Không có tồn tại và không thể hoàn thành. Không thể. Impossible. Celebrity. Celebrity. A famous person. Okay. Next, you have Male. male, a male person, animal or plant. Đó là một người giới tính nam hay là động vật, hoặc là cây trồng, giống đực. Okay, male person. And next, you have Female. female, a woman or a girl. Okay, look at this. Any question, John? No.
Okay. Allow some word here. Now, please read one more time. Con đọc cho cô nào. One by one cho. Positive. Possible. Possible. Impossible. Nè, con sẽ thấy nè, con đừng có đọc cái chữ bồ nó lớn lên, con nó sẽ âm trọng âm nó rơi ở phía trước nè. Possible, impossible, ok. Yeah. Cái con đọc là như như cách con đọc là cái âm nó trọng âm nó rơi vào cái vần bồ rồi đó. Nào, again chưa? Possible. Impossible. Ok. Celebrity. Celebrity. Celeb. Nè, con có celeb, celebrity. Celebrity. Ok. Male. Female. Ok. Artificial. Artificial. Make or produce to copy something natural, not real. Con sẽ có làm hay sản xuất để mà nhân bản một cái gì đó tự nhiên và không có thật. Từ này nó giải thích hơi khó, nó có nghĩa là nhân tạo đó con. Not natural, made by people. Artificial, artificial. Now, number two. Ordinary. 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 Not unusual or different in any way. Không có bất thường hoặc là khác biệt bằng bất cứ cái cách nào. Thông thường thì con sẽ có ordinary. 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 Next, you have Special. special. Sure. Not ordinary or usual, different from what is normal. Thì con sẽ có cái từ này, nó sẽ trái nghĩa lại ha. Là không có thông thường, không có thông dụng và khác biệt so với những cái mà bình thường. Special, đặc biệt. Và con sẽ có now, special, but now. Something that is not available but is provided for a particular purpose or on one occasion. Một cái gì đó mà thường được sử dụng, mà thường không có sẵn, nhưng mà được cung cấp cho những cái mục đích đặc biệt hay là những cái dịp riêng biệt. Special. Họ gọi là gì mà cái gì mà không có thông thường, không có bình thường, không có sẵn nhưng mà được cung cấp cho những cái mục đích hay là những cái dịp cụ thể, điều đặc biệt á. And the last you have Natural. natural, Natural. existing in nature, tồn tại trong thiên nhiên, not made or caused by humans, không có phải là được làm hay là tạo ra bởi con người. Ok. Oh, bài này nhiều từ quá. Now, read this word, John. Artificial. 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 Ordinary. 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 Special. Special. Natural. And natural. Natural. Okay, now you look at this word. And any question, John? Con nhìn lại những cái từ này đi. Có chỗ nào con không không? Con cần giải thích lại không? No. Ok. Biết có sao. Chà, nhiều từ vựng quá. Rồi, nó còn tí xíu chỗ này mình đọc luôn con ha.
con sẽ có là real. Really? Actually existing or happening and not imagine or pretended. Thật sự tồn tại hoặc là xảy ra, không cần tưởng tượng hay là đoán. Con có là real, thật, có thật con hát. And Yes. opposite of real, you have fake. Fake. What, not what somebody claims it is, apparent to be something it is not. Được dùng, nó không phải là những cái điều mà mọi người phàn nàn. Xuất hiện, xuất hiện để something. Be thì to be, xuất hiện là một cái điều gì đó mà không phải thật sự là nó. Cái chỗ này giải thích khó quá. Thấy rồi, con cứ thấy là cái từ này là thật ha, và cái từ này là giả đi cho dễ ha. Ok, not what something somebody claims it is. Đó không phải là một cái điều gì, không phải là những cái mà người ta phàn nàn về nó. Xuất hiện là một cái thứ mà không phải bản chất nó là như vậy. Fake. Teenage. Teenage. Between 13 and 19 years old. Connected with people of this age. Tuổi vị thành niên. Những cái người mà giữa 13 với 19 tuổi và liên kết với hay là có liên quan đến những cái người ở cùng độ tuổi này. And next, you have drug. Drug. An illegal substance. Đó là một cái chất bất hợp pháp. That some people smoke. Một số người thì hút. Inject. Tiêm. Vân vân. For the physical and mental effect it has. Để cho những cái có những cái ảnh hưởng về thể chất và tinh thần. Ok chưa? Như thuốc phiện đó con. Thuốc phiện, thuốc lắc. Muscular. Muscular. Relating to the muscle. Muscles. Nó liên quan tới cơ bắp thì con sẽ có từ muscular. Diet. Diet, the food and drink that you eat or drink regularly, là những cái thực phẩm hay là đồ uống mà bạn sử dụng và uống đều đặn. Ok, now your turn please, read with me. Real. 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 Now Fake. fake. Teenage drug. Muscular. Diet. Okay. Okay. Any questions, John? No. Okay. Because this part have a lot of new vocabulary. Your homework is you will learn this word. Oh, but tomorrow you just look at it again and we will continue tomorrow, John. Any questions? Còn có câu hỏi gì không? No. If you don't have any question, we stop our lesson here and see you tomorrow at 9 a.m. Yeah. Bye bye, John. It's true. Okay, bye bye.